Ôi trời ơi, không có. Hà Sam, Hà Sam, em làm cái gì vậy? Ôi trời ơi, cứu đỡ. Rõ ràng em mang một đôi dép này để chạy tập thể dục, thế mà anh quay đi còn lại còn mỗi một chiếc. Trước khi tìm cái gì, chúng mình cần phải suy luận. Dép có đôi có cặp, nó khác tự tìm đến nhau. Anh làm mất cả hai chiếc của em rồi. Mất thế nào mà mất? Em ra chỗ anh vừa vứt chiếc dép kìa, kiểu gì cũng thấy hai cái. Ôi, chiếc dép anh vừa mới tung ở đây thì nó chỉ quanh quanh đâu đây thôi này Tam ơi. À đây rồi. Thấy chưa? Anh đã bảo cách của anh đẳng cấp rồi mà. Anh đẳng cấp thật đấy. Người chôn anh. Đấy chắc là ai chôn anh? Chiếc dép vẫn đây hả Tam ơi? Ê, bên đây. Đây, đây, anh chạy đây. Trời rét như thế này, bọn em có muốn chơi trò chơi gì không? Ui dồi anh ơi, nướng ngô đi, nướng ngô, ấm gửi mà em thích ngô. Bắt chuột anh ạ, mùa này ở ngoài đồng nhiều chuột lắm. Nhưng mà trời sầm sì sắp mưa rồi, bây giờ anh có một trò chơi này hay hơn mà nhanh hơn. Trò gì? Trò chơi ăn theo màu nhân vật. Ở đây có một cái vòng xoay rất nhiều nhân vật luôn, gồm có búp bê trong trường Quick Game này, Haki Cookie màu hồng này. Cái này em biết. Siêu nhân điện quang. Đúng rồi. Cái này là đội trưởng Mỹ. Đúng rồi. San. Con này là con robot màu vàng. Người sắt. Hết rồi anh ạ. Rất nhiều nhân vật. Bây giờ ba anh em mình sẽ oản tù tì rồi quay. Ai quay trúng nhân vật nào sẽ ăn của màu của nhân vật đó. 1, 2, 3. À, anh nhất rồi, anh quay trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anh thích Naruto. Bây giờ anh sẽ quay bản Naruto cho các em xem này. Ok. Anh đi sửa. Búp bê Cosita màu vàng. Coca-Cola Cosita ta 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 ta. Coca-Cola Cosita ta 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 ta. Hiểu gì không? Không biết, không nhớ, không có nhớ gì hết á. Đội trưởng Mỹ. Ôi trời ơi, nhưng mà em là con gái mà. Thì lúc này anh cũng bảo búp bê cho Quick Game đây. Hay da, đội trưởng Mỹ biến hình. Robot màu vàng này hợp với em đấy anh ạ. Để xem nào, có được robot màu vàng không? Cố lên, cố lên. Người sắt thích robot nhưng mà được người sắt cũng được đấy. Người sắt biến hình. Ta đã trở thành người sắt rồi. Sao mình không nhìn thấy gì thế này? Đội trưởng Mỹ, em có nhìn thấy gì không? Em không nhìn thấy gì anh ạ, mắt anh chưa khỏe chẳng hạn anh. Anh cũng không nhìn thấy gì. Ba cái mặt nạ chưa được khoét. Thôi, chúng mình đi siêu thị mua đồ theo màu rồi. Đi, 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 đi. Siêu thị đâu nào anh ơi? Đây, nhanh lên, nhanh lên. Mình đã có mặt ở siêu thị rồi các bạn ơi. Mục tiêu của mình ấy đó là những đồ màu xanh dương. Let's go. Cái gì nó nổi nhỉ? Mà thôi, mình phải đi tìm đồ màu đỏ đây, không mình thua mất. Cuối cùng mình cũng đã đến siêu thị rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ nhé. Ui, về kép xe. Ở đây có đồ màu đỏ đấy, coi. Đồ màu đỏ của em này. À, cái này ấm lắm anh ơi. Với lại còn che được cả nắng nữa đây này. Ấm quá, ấm quá. Cái này là đồ để tựa cổ mà. Anh cô đó đẹp không? Cô đang làm người sắt mà em định làm ông già Noel à? Nhưng mà em thấy đẹp à? Sắp đến Giáng sinh rồi nên người ta bán rất nhiều đồ Giáng sinh luôn các bạn ơi. Wow, có mấy cái dây này rất là đẹp luôn này. Ui, ui. Wow, các bạn ơi, ở trong này gần đến Giáng sinh rồi, thế nên đây bán rất nhiều đồ Giáng sinh luôn nè. Yeah.
làm gì ở đây đây? Ôi dồi ôi, cậu ơi, cậu đi đâu thì cậu phải mở mắt to lên chứ. Có cái móc treo quần áo 4 tầng, nhưng mà là màu xanh. Mình sẽ lấy cái này cho Hà Sao các bạn nhé. Sao tự nhiên lặng thế nhỉ? Cái này là cái gì mà lạ nhỉ các bạn nhỉ? Hà Sam ơi, cái này để làm gì đây? Cái này mà cũng không biết nữa. Hóa ra là cái khăn cuốn đầu Hà Sam. Nhìn như kiểu hoàng hoàng tử Ba Tư ấy nhỉ. Lượn lờ thế nào, mình lại thấy có con lava này màu vàng ở đây luôn các bạn ạ. Tặng anh gấu đỏ này anh ơi. Cảm ơn Hà Sam nhá, con này anh thích lắm, đúng màu vàng của anh luôn. Tôi chân vào đây anh gấu đỏ. Ui, Hà Sam đang làm cái gì đấy? Ồ, muốn có xe thì phải mặc bỉm. Mặc bỉm? Ui, thế thì thôi anh không mặc đâu, giả em ơi. Mua 4 bịch bỉm tặng 1 xe lava. Có quả trứng màu vàng này các bạn ơi, lấy luôn quả trứng này. Pikachu. Ở đây có quả trứng siêu anh hùng này. Bao nhiêu siêu anh hùng luôn. Nhưng mà không có người sắt. Không lấy đâu. Trong siêu thị này rất nhiều đồ màu vàng luôn các bạn. Tao nó người tay ra, tôi cho cậu xem cái này này. Đây. Tớ cái gì đấy? Tớ chỉ muốn khoe cậu cái kẹo bàn tay của tớ thôi mà. Kẹo này ăn hơi bị ngọt đấy, để tớ lấy cho cậu xem. Áo mồm mà cũng được ăn kẹo của người sắt, ngon thật các bạn. Rồi hết rồi. Ôi, đồ màu xanh của đội trưởng Mỹ. Lưu đạn. Có cái kẹo lựu đạn này thôi, thế mà anh gấu đỏ mới có chạy mất hút các bạn ạ. Đội trưởng Mỹ và người sắt ăn nhiều bánh kẹo không tốt đâu. Đồ ăn của anh đây này. Wow, ui ui. Cam luôn. Cam luôn. Cam không các bạn ạ. Cái gì này anh gấu đỏ? Ăn uống này là phải gọt vỏ cho nó đỡ mất vệ sinh, đúng không anh gấu đỏ? Ừ đúng rồi, để anh ăn lại. Gọt vỏ thế này mới sạch sẽ này các bạn nhỉ. Ôi ôi, hôm nay ở chân chỗ mình có 10 độ rồi các bạn ơi, rét quá. Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Bình xịt tuyết của người sắt chỉ người sắt mới có thôi. Nói quá, ta cũng có nè, màu xanh luôn.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse. Wow, vàng thật à, anh ơi, vàng thật à. Con vàng 4 con 9 con luôn. Cẩn thận cả, cẩn thận cái vàng đấy. Khó quá các bạn ơi. Có thể vàng thật thôi. Vàng thật thì sao á? Để anh mở bên trong còn cục vàng đặc hơn nữa cơ. Ôi, vàng này hơi nhẹ. Hóa ra là vàng, vàng. Trong này lại có 4 cái đấy các bạn. Nhìn rất là ngon luôn nhá. Cái tội ăn tạm. Người ta ăn một cái thôi đây, ăn liền một lúc cả 4 cái các bạn ạ. Nó tắc. Nó tắc cổ. Trong này có rất nhiều đồ ăn này. Đồ ăn của đội trưởng Mỹ ấy, đúng là ấy. Hơi bị hay ho các bạn ơi, nhìn này. Ôi. Wow. Ui, có cái ô tô này. Nhỏ chú xíu luôn các bạn ơi. Không đi được anh ạ, không đi được. Không đi được, đây. Em. Lạnh như thế này thì ăn cái gì nhỉ? À đây rồi, ăn cái này chứ còn gì nữa. Đồ ăn của người chắc cái này ngon ghê các bạn ạ. Ôi. Và ăn cái này ôm cực luôn. Mùi nha, nó thơm thơm này, nó béo béo, nó ngậy ngậy, nó cay cay anh ạ. Anh thử luôn, cho luôn, thử luôn. Ui, ui. Cái này là tâm que siêu to khổng lồ ấy. Thế nào, vị gì? Đầu tiên là giòn. Giòn. Cay cay. Cay cay. Ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Mặn mặn. Ui. Ngon lắm. Nói chung là cũng không nên ăn kẹo nhiều quá các bạn nhờ. Để xem mình còn cái gì nữa không các bạn ơi. Ui dồi, mình toàn kẹo là kẹo thôi các bạn ạ. Ở đây còn có một cái kẹo pizza này, rất là đẹp luôn. Một quả trứng, anh sẽ bóc quả trứng này. Ui. Ui. Hai bên. Ui. À, một cái thẻ Pikachu. Một cái thẻ Pikachu. Màu vàng luôn anh ạ. Cái này có thể tháo ra để lắp ghép lại được này Hà Tam ơi. Vâng, lắp ghép lại con quay đúng không? Đúng rồi, lắp ghép con quay, bên này là kẹo chắc chắn luôn. Wow. Wow. Kẹo rất nhiều màu sắc các bạn ạ. Wow. Đừng tưởng mình búp bê Squid Game mới có trứng, người sắt cũng có trứng đây này. Đúng màu trứng đỏ luôn này các bạn ơi. Trứng gà ăn liền các bạn ạ. Wow. Thơm. Ăn đi. Cái này là cái gì đây nhỉ? Trứng. Cái này là cái trứng. Quả trứng nhưng mà bỏ ra lại không giống quả trứng rồi. Ôi, wow. Quả trứng thật các bạn ạ. Ngon không, ngon không? Ngon, giòn lắm anh ạ. Tôi đấy. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên anh ạ. Nhưng mà nó lại ở phiên bản là kẹo mút. Lấy chưa. Ôi, ở dưới này có cái thanh gì này anh ơi. Đâu anh nhìn xem nào. Cái kẹo này đẹp ghê các bạn nhỉ. Này, anh giải em. Giải em. Anh mút rồi thì ai mà mút nữa. Không ăn nữa thì cho anh ăn nữa. Từ nãy đến giờ ăn rác vứt hết vào đây. Phải tìm cái thùng rác là vứt vào mới được. Thùng rác ở đây chứ đâu anh. Đợi em ăn xong hết kẹo ở trong thùng rác này đã. Xong thì em cho anh mượn. Đấy chưa. Có cái thùng rác chị đỏ ghê các bạn ạ. Ăn kẹo bánh xong các bạn nhớ phải vứt rác vào thùng rác nhá. Đây. Đây là cái kiểu như là cái vỏ là thùng rác thôi. Nhưng thực ra nó là hộp kẹo đúng không anh có đỡ. Nhưng bây giờ mình có thể tận dụng để làm thùng rác luôn. Nhét vào đây. Thùng rác bị đi. Đẩy ơi, để vào đây, lát nữa mình sẽ đổ một thùng rác to các bạn nhá. Đồ ăn của đội trưởng Mỹ, còn mì tôm Doraemon. Một cái hộp kẹo này anh ơi. Cái này em ăn rồi. Cái này em dùng rồi. Anh ơi, còn cái gói kẹo này anh ơi. Kẹo này là kẹo sô-cô-la anh ạ. Kẹo sô-cô-la mặt cười luôn. Có rất nhiều mặt, mỗi một bên kẹo là một mặt khác nhau đúng không? Đúng rồi. Để đây. Nhìn như ở hòn bi ấy, ý là mang cho bắn bi được đấy. Không phải, kẹo là kẹo chứ. Đây, một hộp xịt tiết nữa nè. Hết rồi anh ạ, hết. Còn đồ ăn của người sắt, còn những cái gì? À, kẹo, ăn bê đi bê. À, màu, cái này đâu phải màu đỏ đâu, đây là màu hồng với tao mà. Đời đi, màu đỏ đây anh. Kẹo bàn tay này dùng rồi này. Thùng rác dùng rồi này. Con gà. Ơ, đây là kẹo màu vàng mà. Màu đỏ đây anh. Ôi ôi. Còn có cái son môi nữa. Cái kẹo này mới đẹp này anh ơi. Kẹo dưa hấu luôn. Còn gì nữa không? Chai xịt tuyết. Hết rồi. Còn của mình trong còn những cái gì nữa các bạn ơi. Đâu. Mò vàng này ăn rồi này. Kẹo này khoe rồi này. Gói cháo này.
À đây, cái kẹo này là đặc biệt là kẹo ngô đây các bạn này. Thạch. Thạch. Kẹo gì đây? Thực ra anh mua kẹo này anh cũng chưa biết là kẹo gì, nhưng mà hôm nay ăn nhiều kẹo quá rồi không ăn nữa. Để đây. Tiếp theo là cái này ăn rồi này. Pizza này, còn một đống kẹo linh tinh rồi các bạn ơi. Hết rồi các bạn ạ. Đồ ăn của nhân vật nào ngon hơn thì các bạn hãy nhớ bình luận xuống dưới mình biết với nhá. Còn video của chúng mình đến đây là hết rồi. Bye bye các bạn. Bye bye.